Phần 2 lớn là các nguyên tắc hiến pháp của chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Đấy, các nguyên tắc hiến pháp, tức là những cái nguyên tắc này mà được quy định ở trong hiến pháp. Đấy, những nguyên tắc này nó đóng vai trò chỉ đạo trong suốt quá trình tổ chức, trong suốt quá trình hoạt động và trong suốt tất cả các cái những cái quá trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền. Đấy, tức là tất cả các cơ quan ở trung ương cũng như là các cơ quan ở địa phương và tất cả các chủ thể trong mọi cái quan hệ pháp luật mà liên quan đến người dân là phải thực thi theo những nguyên tắc này. Đấy, nguyên tắc mà, nguyên tắc có nghĩa là nó phải thực hiện. Nó không được chủ thể nào trái với những cái nguyên tắc. Thì chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn là những cái nguyên tắc cơ bản trong cái lĩnh vực quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Nguyên tắc thứ nhất là nguyên tắc tôn trọng quyền con người. Chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân hiện nay ở các quốc gia dân chủ nói chung và ở Việt Nam phải tôn trọng quyền con người. Như vậy chúng ta hiểu thế nào là quyền con người? Quyền con người tiếng Anh gọi là human right. Đấy. Quyền của con người đấy. Thế thì quyền của con người hiện nay hiểu một cách gọi là mộc mạc nhất, đơn giản nhất là quyền của một thực thể sinh vật cao cấp. Tức là với tư cách là con người, thì con người ta sinh ra bất cứ ở đâu. Có thể sinh ra ở Mỹ, sinh ra ở Pháp, hay sinh ra ở Việt Nam, hay sinh ra ở Campuchia. Thì với tính chất là động vật cao cấp, thì con người phải được hưởng những cái quyền mà không ai được xâm phạm. Đó, thì gọi là cái quyền con người. Tức là con người nó phải khác với con vật. Đó, quyền tối thiểu làm người. Đúng không? Vậy thì cái quyền này là được quy định ở đâu? Thì xin thưa với các bạn, đây cũng là cái quá trình lâu dài của nhân loại, của con người để đấu tranh để tự giải phóng mình. Đó, chẳng hạn như là các bạn đọc Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ đấy soạn thảo và đọc và khai sinh năm 1945 đấy, thì Bác Hồ là cũng trích dẫn chính là hai cái văn kiện của hai cái tuyên ngôn độc lập của hai nhà nước tư bản rất là điển hình. Đấy, ví dụ tuyên ngôn độc lập của nhà nước Mỹ, tuyên ngôn độc lập của nhà nước Pháp, là con người ta sinh ra có quyền tự do, bình đẳng, tự hóa tạo ra họ và ban cho họ những quyền không ai có thể chối cãi được. Đó, trong đó có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, chẳng hạn như thế. Thì đấy, đó chính là các quyền con người: quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền bình đẳng về các quyền và nghĩa vụ của mọi công dân với nhau. Đấy, thế như vậy là chúng ta hiểu này, những cái quyền con người này, tức là những cái giá trị của con người với tư cách là một sinh vật cao cấp thì con người phải được hưởng, không kể nơi sinh ra ở đâu và không kể chủ thể đó là chủ thể nào. Đấy. Thì hiện nay thì giờ trước tôi đã nói với các bạn là Liên Hợp Quốc. Đấy. Liên Hợp Quốc hiện nay là một cái tổ chức quốc tế lớn nhất các bạn. Nó ra đời là sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, các nước thắng trận ấy. Anh, Pháp, Mỹ, Liên Xô, rồi thì Trung Quốc họp ở một cái thành phố ở Mỹ, San Francisco, thành lập ra một cái tổ chức quốc tế là Liên Hợp Quốc. Tất nhiên là nó kế thừa là một số các cái tổ chức trước đó. Đấy. Và cái sứ mệnh của tổ chức này thì nó cũng rất là rộng, nhưng mà trong đó có một vấn đề, đó là bảo vệ quyền con người. Đấy, gìn giữ hòa bình trên thế giới, bảo vệ quyền con người. Đấy. Thế thì trong quá trình tồn tại cho đến ngày nay thì Liên Hợp Quốc là ban hành rất nhiều các cái văn kiện. Đấy, trong đó là có cái một số các cái công ước văn kiện chúng ta chú ý liên quan đến quyền con người. Đó là Công ước Quốc tế quyền con người. Đấy.
ngày năm 1948 đấy, và hai công ước quốc tế quyền con người và chính trị dân sự năm 1966, công ước quốc tế quyền con người về kinh tế văn hóa xã hội năm 1966. Thì những cái văn kiện đó người ta đã gọi là giống như là bộ luật quốc tế về quyền con người đấy, và hiện nay là nhiều quốc gia đã gia nhập và phê chuẩn, và Việt Nam chúng ta cũng đã gia nhập phê chuẩn là với hai công ước quốc tế quyền con người về chính trị dân sự, công ước quốc tế quyền con người về kinh tế văn hóa xã hội. Và để cụ thể hóa những cái vấn đề này thì hiện nay là tại điều 50 của hiến pháp nước ta, thì chúng tôi chỉ dẫn là điều 50 hiến pháp 1992 hiện nay đấy, chúng ta có quy định ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam các quyền con người về chính trị, về dân sự, về kinh tế, về văn hóa, về xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân và được quy định trong hiến pháp và luật. Đấy. Và đến hiến pháp năm 92 thì đây là một quy định mới, tức là hiến pháp năm 80 trở về trước đây chúng ta chưa có quy định này. Tóm lại là hiện nay là trong điều 50 ở hiến pháp Việt Nam chúng ta có quy định một nguyên tắc tôn trọng quyền con người, và chúng ta liệt kê rõ ra các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân và được quy định trong hiến pháp và luật. Đấy. Cái đoạn sau là quy định trong hiến pháp và luật thì chỉ rõ cái loại văn bản, hình thức văn bản thì được quy định các cái quyền con người ở trong đó. Đấy, với quy định ở điều 50 như vậy thì đây là biểu hiện chính thức và rõ ràng về cái nguyên tắc tôn trọng quyền con người trong một điều khoản riêng của hiến pháp, và chính vì thế cho nên nó có ý nghĩa chính trị pháp lý rất sâu sắc. Đấy, vì các bạn chúng ta thường để ý chúng ta thấy là trong thời gian trước đây và cũng như hiện nay thôi, thì rất nhiều các cái nước phương Tây, ví dụ Mỹ rồi nhiều nước phương Tây khác, nó thường là nó cho rằng là Việt Nam là sao? Xâm phạm quyền con người, thậm chí là gọi là chà đạp lên quyền con người. Đấy. Nước Mỹ thậm chí nó còn còn có cho nó một cái quyền là hàng năm ấy. Đấy, nó ra cho các cơ quan có thẩm quyền là kết luận là các nước, các quốc gia đấy, trong đó có Việt Nam, là tức là cái mức độ tôn trọng quyền của người đến đâu để nó báo cáo lên Quốc hội Mỹ. Đó. Thế với cái quy định tại điều 50 như vậy thì có ý nghĩa rất lớn trong việc gọi là đấy, trong việc bác bỏ các cái giọng điệu của các nước phương Tây để vu cáo một số nước, thậm chí không chỉ là vu cáo đâu mà đó là những cái sự kiện. Đấy, rồi nó là dựa vào đó, nó là những cái tấm bình phong để mà Mỹ các nước phương Tây là can thiệp vào công việc nội bộ của các nước. Đấy, thì đây là vấn đề chúng ta không có mơ hồ gì cả. Và quy định đó chính là sự phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người và thể hiện sự tôn trọng các điều quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã ký kết hoặc là gia nhập. Đấy, chúng ta là luôn tôn trọng, chúng ta khẳng định là chúng ta tôn trọng các cái công ước quốc tế mà chúng ta đã gia nhập và chuyển hóa các cái quy định trong các công ước quốc tế đó vào trong luật pháp của Việt Nam. Đấy. Và một mặt khác thì các bạn chúng ta cũng chú ý này. Chúng ta quy định ở trong hiến pháp thì không có nghĩa là chúng ta chỉ là thừa nhận các cái nội dung, hoặc hoàn toàn không phải nó mang tính chất đối phó, mà sâu xa hơn đó là việc là chúng ta thực hiện những cái mục tiêu mang tính nội tại của Việt Nam trong các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam, hoặc là cái chính sách của nhà nước Việt Nam là chúng ta hướng đến mục tiêu do con người và vì con người. Đấy, thế cho nên là chúng ta hiểu rằng là kể cả không có các cái công ước quốc tế đó thì chúng ta vẫn cứ xây dựng một cái xã hội đấy, mà trong đó các giá trị của người dân Việt Nam đó là được tôn trọng,
và được bảo vệ. Và cái mục đích của chúng ta là giải phóng đấy, đấy giải phóng, làm cho mỗi cá nhân làm sao là phát huy những cái khả năng của mình. Nó còn nếu mục tiêu gọi là dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện đấy, đó là cái điều khẳng định ở trong điều 3 của hiến pháp đó đấy. Và trong cái giai đoạn thời kỳ hội nhập quốc tế thì chúng ta một mặt là chúng ta làm sao thừa nhận những cái giá trị, nhất là những cái giá trị về quyền con người mà thế giới đã công nhận đấy, và cũng là xóa bỏ cái tình trạng khép kín của pháp luật trong nước, tức là mở cửa đấy. Đấy, và đồng thời là chúng ta thực hiện cái mục tiêu của Đảng và nhà nước là do con người và vì con người. Tuy nhiên chúng ta cũng phải chú ý rằng là quyền con người và quyền công dân nó là hai cái vấn đề có mối quan hệ biện chứng với nhau. Không có quyền công dân ngoài quyền con người, và không có quyền con người lại không bao hàm quyền công dân. Quyền công dân được xây dựng trên cơ sở tôn trọng quyền con người, và quyền con người chỉ có thể được đảm bảo bằng những quy định về quyền công dân. Đấy, quyền con người là tức là những cái giá trị chung của nhân loại đấy, để mà nhằm bảo vệ và giải phóng con người. Thế còn quyền công dân là những quyền về mặt luật pháp của các quốc gia thừa nhận là đối với con người. Đấy, tuy nhiên là quyền con người thì khi mà cụ thể hóa thành quyền công dân ở mỗi nước thì nó không giống nhau, có nghĩa là quyền công dân ở các nước khác nhau thì khác nhau, mặc dù là nó có những cái giá trị chung nhưng mà nó cũng mang yếu tố khác nhau, phụ thuộc vào điều kiện về, thậm chí là về thể chế chính trị, về khả năng kinh tế, văn hóa xã hội, phong tục tập quán của từng quốc gia. Đấy, và cũng chính sự khác biệt trong điều kiện kinh tế xã hội của mỗi quốc gia mà sự phát triển chỉ số con người trong các quốc gia là khác nhau. Nguyên tắc hiến định thứ hai đó là nguyên tắc quyền công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân. Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân. Đấy, tại điều 51 của Hiến pháp hiện hành thì có quy định quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân. Nhà nước bảo đảm các quyền của công dân phải làm tròn nghĩa vụ của mình đối với nhà nước và xã hội. Đấy, quyền và nghĩa vụ của công dân do hiến pháp và luật quy định. Như vậy là trong điều 51 quy định rất là rõ, tức là quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân, nó gắn liền với nhau. Chúng ta hình dung nó giống như là như hình với bóng ấy. Công dân được hưởng quyền thì công dân phải gánh vác các nghĩa vụ, công dân phải thực hiện các nghĩa vụ đấy, không tách rời nhau, tức là không có ai mà được hưởng quyền mà không phải gánh vác nghĩa vụ, và ngược lại cũng không có bất cứ ai chỉ thực hiện nghĩa vụ mà không được hưởng quyền đó. Tức là đây là giống như là xét về góc độ triết học ấy, nó là hai mặt đối lập của một vấn đề thống nhất. Đấy, nó như là gọi là hai hai bánh của một cỗ xe ngựa, không? Đấy, một cái cỗ xe ngựa muốn chuyển động được thì nó phải có hai bánh, quyền và nghĩa vụ của công dân là không tách rời. Nhà nước bảo đảm thực hiện các quyền cho công dân đấy bằng pháp luật và bằng cơ chế, ví dụ như là quyền học tập, đúng không, hay là quyền đấy là khiếu nại, quyền tố cáo, thì nhà nước bằng pháp luật tạo ra cơ chế để công dân được hưởng quyền. Ngược lại, công dân cũng phải thực hiện các nghĩa vụ. Đấy. Cho nên là vấn đề này các anh chị chúng ta
liên hệ trong thực tiễn, cái nguyên tắc này nó có ý nghĩa thực tiễn hiện nay rất là quan trọng. Mỗi công dân được hưởng quyền thì chúng ta cũng phải gánh vác các nghĩa vụ. Đấy, chỉ cần liên hệ đơn giản như làm sao khi mà ra đường lưu thông ở trên đường, thế thì để mà mỗi người dân được hưởng các quyền, ví dụ như là quyền được giao thông an toàn đó, quyền được đảm bảo an toàn trong khi lưu thông, thì công dân cũng phải thực hiện các nghĩa vụ. Ví dụ như là ra đi đường là phải đi đúng tuyến, đi đúng vận tốc, phải mang nón bảo hiểm, ví dụ như thế. Không? Thì chính cái nghĩa vụ đấy suy cho cùng là để đảm bảo cho quyền của công dân được thực hiện. Đấy. Nếu như chúng ta không mang nón bảo hiểm thì rõ ràng là cái nguy cơ mà đảm bảo an toàn về sức khỏe, về thậm chí là cả tính mạng khó thể được đảm bảo. Đấy, bởi vì nếu như mà có điều không may xảy ra thì rõ ràng là chính cái nghĩa vụ mà người dân ấy mang nón bảo hiểm là không phải là cho người khác mà để đảm bảo cái quyền an toàn. Đấy, hạn chế những cái tổn thất nếu như có những cái vấn đề bất trắc nó xảy ra. Đấy, chẳng hạn như thế. Thế cho nên là chúng ta cũng liên hệ là theo khía cạnh như vậy, quyền và không tách rời với nghĩa vụ. Đấy. Hay là một cái ví dụ khác, chúng ta liên hệ là chẳng hạn như là kinh doanh đó, các bạn chúng ta vào các khu siêu thị hay là vào các chợ, rõ ràng là những cái người kinh doanh là được quyền kinh doanh là theo cái đăng ký và các cơ quan nhà nước phải đảm bảo quyền kinh doanh, nhưng ngược lại thì họ cũng phải thực hiện các nghĩa vụ, ví dụ như vào về phòng cháy, về chữa cháy, đúng không, đảm bảo các cái vấn đề liên quan đến khoảng không, về trật tự an toàn xã hội. Chứ nếu như mà lại không thực hiện, tôi lấy ví dụ chỉ cần là có khi là lắp điện không đúng quy cách đấy, thì nó có thể xảy ra là gọi là cháy nổ, chập điện cháy nổ, hay là không thực hiện những cái nghĩa vụ về phòng cháy chữa cháy đấy, thắp nhang thì liền kề với những cái vật liệu dễ cháy, thậm chí là thắp nhang rất là nhiều thì cái nguy cơ về cháy nổ là xảy ra. Mà ở Việt Nam thời gian vừa rồi đây, các bạn chúng ta thấy rất nhiều cái vụ cháy nổ nó xảy ra. Đấy, thế nếu như chúng ta ý thức được tốt là công dân đấy, tức là cái nghĩa vụ để mà thực hiện quyền thì công dân phải thực hiện các nghĩa vụ. Đấy, thì không những đảm bảo cái quyền của mình được thực hiện mà phải đảm nó tôn trọng và đảm bảo cái quyền của cá nhân khác. Đó. Quyền của công dân thì chính là cái nghĩa vụ của nhà nước ấy. Các bạn, nghĩa vụ nhà nước đặt ra pháp luật tạo ra cơ chế để đảm bảo thực hiện. Và ngược lại, công dân thực hiện nghĩa vụ của mình thì cũng chính là đảm bảo và tạo điều kiện cho nhà nước để mà có những cái cơ chế để đảm bảo quyền của người dân. Đấy, ví dụ như là đóng thuế thì nếu nghĩa đóng thuế, người dân có nghĩa vụ đóng thuế, doanh nghiệp có nghĩa vụ đóng thuế. Nếu như mà các chủ thể mà không đóng thuế thì rõ ràng là nhà nước không thể tồn tại và không thể duy trì để đảm bảo cái an ninh, an toàn, trật tự và duy trì một cái hệ thống pháp luật để đảm bảo quyền cho người dân. Đấy, cho nên là cái nguyên tắc này chúng tôi muốn nhấn mạnh là có nghĩa rằng là nó có ý nghĩa thực tiễn hiện nay rất là lớn. Đấy, và tôi muốn nhấn mạnh là suy cho cùng là việc thực hiện nghĩa vụ của công dân đó chính là cái hành động mà để đảm bảo quyền của công dân được thực hiện. Nó là tiền đề để quyền của công dân được thực hiện. Đó. Chứ không phải là nhà nước đặt ra quyền, đặt ra nghĩa vụ cho công dân để mà gây khó dễ hoặc là hành hạ công dân, mà công dân thực hiện nghĩa vụ của mình chính là những cái hành vi thiết thực để mà góp phần nhà nước tồn tại, nhà nước vững mạnh và nhà nước xây dựng cái cơ chế để đảm bảo quyền cho các người dân. Cho nên cái nguyên tắc quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân là một nguyên tắc pháp lý văn minh thể hiện bản chất dân chủ của xã hội. Đấy, khác với xã hội phong kiến nơi quyền nghĩa vụ của mỗi cá nhân phụ thuộc vào đẳng cấp của họ trong xã hội.
Nguyên tắc thứ ba, nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Đây là một nguyên lý trung tâm của mọi xã hội dân chủ. Đấy, đã nói đến các cái xã hội dân chủ thì nguyên tắc bình đẳng giữa các công dân là mang tính hạt nhân. Bình đẳng là công nhận giá trị cho tất cả mọi người. Đấy, nhà nước tạo ra cơ chế, biện pháp thực hiện như nhau, không chấp nhận phân biệt trong việc sử dụng quyền, phụ thuộc vào địa vị xã hội hay đặc điểm cá nhân. Đấy, tức là trong xã hội phong kiến, mà xã hội phong kiến thì mỗi, tức là những cái người dân là chia thành các cái đẳng cấp xã hội, những cái bậc thang giá trị khác nhau. Đó, càng địa vị cao thì càng nhiều quyền và ít nghĩa vụ. Thế thì đối với các xã hội dân chủ và trong đó có Việt Nam thì chúng ta xóa bỏ cái nguyên lý đó. Nó, tất cả công dân là đều có giá trị như nhau, không có phân biệt về dân tộc, về địa vị xã hội, về giới tính, về tín ngưỡng, vân vân, đều là bình đẳng. Đấy. Hiến pháp và pháp luật quy định và tạo điều kiện khả năng như nhau cho mọi công dân trong việc hưởng quyền cũng như là gánh vác nghĩa vụ. Đấy, nói về bình đẳng là nếu như xét về cái các lĩnh vực thì bình đẳng về chính trị, bình đẳng về kinh tế, bình đẳng về văn hóa, bình đẳng về xã hội, bình đẳng về tự do cá nhân, vân vân. Nếu xét theo ở góc độ mà quyền lực nhà nước thì bình đẳng là trong hoạt động lập pháp. Đấy, theo pháp luật là xây dựng là bình đẳng cho công dân, bình đẳng trong hành pháp. Đấy, cơ chế cái điều kiện cho mọi người là bình đẳng với nhau, bình đẳng trong tư pháp, ra tòa án xét xử bình đẳng như nhau. Còn nếu như xét ở góc độ về về quyền và nghĩa vụ thì chúng ta hình dung là công dân là trước hết là bình đẳng về quyền. Đấy, thứ hai là bình đẳng về nghĩa vụ. Đây chính là cái nội dung rất quan trọng mà tuyên ngôn dân quyền và nhân quyền trong cách mạng tư sản Pháp người ta khẳng định. Đó, tất cả công dân đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Thế còn bình đẳng là xét ở góc độ các cái tiêu chí về dân tộc, về tôn giáo ấy, là các dân tộc bình đẳng với nhau. Đấy, không kể dân tộc lớn, dân tộc nhỏ, hay là bình đẳng giữa các tôn giáo. Tất nhiên là bình đẳng chúng ta cũng phải hiểu là không có nghĩa là bằng nhau giữa các công dân. Đấy, mỗi công dân thì pháp luật quy định và điều kiện như nhau cho mọi công dân. Nhưng mà việc hưởng quyền và nghĩa vụ thì nó phụ thuộc vào từng cá nhân. Đó, nguyên tắc thứ tư là nguyên tắc quyền và nghĩa vụ của công dân do hiến pháp và luật quy định. Đấy, đây là một nguyên tắc mà người ta chỉ rõ cái hình thức văn bản. Hình thức văn bản là quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân. Nhà nước là chủ thể ban hành ra pháp luật, kể cả pháp luật điều chỉnh quan hệ nhà nước với cá nhân. Vì thế, về mặt nguyên tắc thì pháp luật của nhà nước phải đủ khách quan để một mặt bảo đảm về lợi ích của công dân, nhưng mặt khác duy trì bình thường việc thực hiện các chức năng của nhà nước. Đấy, tuy nhiên trong xã hội chưa thực sự phát triển cao thì thông thường lợi ích của nhà nước lại được quan tâm nhiều hơn so với cái lợi ích của công dân. Đấy. Thế thì vì cái lý do đó cho nên là hiện nay chúng ta hiểu rằng thế này, tại sao hiến pháp lại quy định quyền và nghĩa vụ của công dân là do hiến pháp và luật quy định mà không phải là quy định ở các cái văn bản pháp luật khác. Vì chỉ có quốc hội, cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân Việt Nam, cơ quan dân cử cao nhất, đấy, vừa đại diện cho lợi ích của nhà nước, vừa đại diện và
đấu tranh cho quyền và lợi ích của nhân dân. Cho nên Quốc hội là khách quan và công bằng trong việc xác định nội dung cụ thể của mối quan hệ nhà nước công dân, thể hiện dưới hình thức pháp luật là hiến pháp và luật. Đấy. Thế chúng ta phải hiểu là đây là cái hình thức ấy, hình thức của văn bản là hiến pháp và luật. Tức là tóm lại là chỉ có hai hình thức này. Chúng ta chú ý. Hiến pháp và luật, tức là đây là hai loại văn bản. Tức là hiện nay là trong cái cơ cấu của văn bản ấy thì có rất nhiều cái loại văn bản. Ví dụ như cái gì các bạn? Ví dụ như nghị định của chính phủ. Ví dụ như là nghị quyết của Hội đồng Nhân dân các cấp. Ví dụ như là quyết định của Ủy ban Nhân dân các cấp. Nhưng mà trong các cái văn bản này chỉ có hiến pháp và luật. Đấy, tức là hai loại văn bản này thì là quy định quyền và nghĩa vụ của công dân. Đấy. Thế và hiến pháp và luật thì do ai quy định các bạn? Là hiến pháp và luật là do Quốc hội quy định. Như vậy là chỉ có Quốc hội. Chỉ có Quốc hội các bạn. Đây. Chỉ có Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Nếu mà xét về tính đại diện thì vừa đại diện cho nhân dân và vừa đại diện cho nhà nước. Đấy, chỉ có Quốc hội mới là cơ quan có đủ tư cách và có thẩm quyền để quy định về quyền của công dân cũng như nghĩa vụ của công dân. Đấy, thế cho nên không những ở trong điều 50 và trong điều 51 là khẳng định là quyền và nghĩa vụ của công dân là do hiến pháp và luật quy định. Đó. Cái vấn đề này các bạn chúng ta liên hệ tới thực tiễn. Ta thấy là hiện nay là cái quy định này ở Việt Nam là nó đã tuân thủ chưa, có vi phạm gì không? Nói một cách khác thì chính phủ không có quyền quy định quyền và nghĩa vụ của công dân. Tất cả cơ quan nhà nước khác trừ Quốc hội ra, chính phủ không có quyền, Hội đồng Nhân dân các cấp cũng không có quyền, Ủy ban Nhân dân các cấp cũng không có quyền. Mà có chăng các cơ quan đó chỉ có cái thẩm quyền cụ thể hóa những quyền và nghĩa vụ đã do Quốc hội quy định trong hiến pháp và luật. Đấy. Nếu như hiến pháp và luật chưa quy định thì tất cả các cơ quan nhà nước khác trừ Quốc hội không được phép quy định các quyền và nghĩa vụ của công dân, nhất là các nghĩa vụ. Đấy, các bạn chúng ta liên hệ với thực tiễn về vấn đề này nhé. Đấy, suy nghĩ trong từng lĩnh vực một để chúng ta thấy là hiện nay những cái lĩnh vực nào là chúng ta thực hiện chưa tốt cái quy định này, kể cả các cơ quan nhà nước ở trung ương và kể cả các cơ quan nhà nước ở địa phương. Đấy, quyền và nghĩa vụ của công dân do hiến pháp và luật quy định. Đấy, cho nên là hiện nay là trong hệ thống pháp luật Việt Nam thì phải tránh một cái hiện tượng, gọi là nghị định không đầu. Các bạn suy nghĩ về chúng ta hiểu như thế nào cái thuật ngữ là nghị định không đầu nhá. Các bạn có nghe đấy cái thuật ngữ là nghị định không đầu chưa? Về chúng ta xem chúng ta hiểu như thế nào là nghị định không đầu. Nó liên quan gì đến cái vấn đề gì liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân này như thế nào? Đó. Tức là các cơ quan nhà nước ở trung ương, kể cả là tòa án nhân dân tối cao này, kể cả viện kiểm sát nhân dân tối cao này, kể cả là chủ tịch nước, đấy, kể cả chính phủ thì không có quyền quy định quyền và nghĩa vụ cho công dân. Quyền và nghĩa vụ công dân do hiến pháp và luật quy định. Thế còn các cơ quan nhà nước ở địa phương thì lại càng không có quyền quy định. Nếu như mà Quốc hội chưa quy định ở trong hiến pháp và luật thì tất cả các cơ quan nhà nước khác không được phép quy định. Đấy, mà có chăng chỉ là cụ thể hóa thôi. Sau đó nguyên tắc này đòi hỏi quyền và nghĩa vụ. Đây, vấn đề này chúng ta cũng lại phải chú ý.
Nguyên tắc này đòi hỏi quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trước hết phải được ghi nhận trong hiến pháp, sau đó cụ thể hóa bằng các luật do Quốc hội thông qua, nghị định thông tư. Trong trường hợp này mang ý nghĩa về mặt kỹ thuật nhiều hơn là việc xác định nội dung đích thực của quyền, và về nguyên tắc nó không được trái với hiến pháp, luật của Quốc hội. Ở nước ta nguyên tắc này còn cần nhiều nỗ lực để thực hiện trong thực tiễn. Đó, tức là còn hiện nay là nói thẳng ra là còn vi phạm rất là nhiều, thậm chí là kể cả về mặt nhận thức và về mặt thực tế thực hiện. Đấy, thế như vậy là chúng ta chú ý về 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 bốn nguyên tắc nhá, bốn nguyên tắc.